cảm ơn dàn quân nhạc Quân khu 7 và tác phẩm Khúc quân hành Blue Trắng đã mở màn đêm nhạc Xanh trong trắng ngày hôm nay. Và chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, những vị khách quý và những vị khán giả đặc biệt đã đến với không gian của Nhà hát Quân đội ngày hôm nay, một không gian tràn ngập tình thân, tình đồng đội. Còn lúc này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu và khách quý cùng tới với đêm nhạc này. Xin trân trọng giới thiệu Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Trân trọng giới thiệu Trung tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị khán giả cùng có mặt trong Nhà hát Quân đội để chúng ta sẽ cùng thưởng thức những bài ca vang lên từ tâm hồn của nhạc sĩ bác sĩ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn. Và một lần nữa xin được chào đón toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, năm nay phải nói là một năm đầy ý nghĩa khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tròn 60 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc và nằm trong chuỗi các hoạt động để kỷ niệm sự kiện quan trọng này của giới nhạc sĩ. Đêm nhạc Xanh trong trắng dành để tri ân người thân, bè bạn, đồng đội, tri ân quý vị khán giả với những bài ca vang lên từ tâm hồn của một con người mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Vâng, thưa quý vị, nhân vật chính của chúng ta đêm nay rất đặc biệt. Có thể nói là cùng một lúc ông có nhiều sự nghiệp song hành với nhau. Ông vừa là một nhạc sĩ, tác giả của rất nhiều bài hát đã trở thành kỷ niệm và một phần ký ức của rất nhiều người yêu nhạc. Ông cũng là một bác sĩ, một thầy thuốc nhân dân. Và đặc biệt, ông là một người lính. Sẽ có rất nhiều những câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về ba sự nghiệp trong một con người như vậy. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón một... Kính thưa quý vị, hành trình trưởng thành và công tác của nhạc sĩ, bác sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã trải qua nhiều vùng miền trên mảnh đất chữ S của chúng ta và cuối cùng dừng lại ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng của miền đất phương Nam nắng gió. Đó có thể coi là một hành trình cảm thức dọc thời gian và từ cuộc đời của chính mình, ông đã chắt lọc nên những giai điệu ngọt ngào, đậm chất thơ. Sập sờn trong giai điệu Nguyễn Hồng Sơn, chợt cảm thấy đang dập dờn trong những ngọn sóng mờ ảo của rung động. Có thể đấy là những ngọn sóng biển Đồ Sơn, quê hương ngày bé dại. Cũng có thể đấy là những ngọn sóng đời mà Nguyễn Hồng Sơn đã từng trải, nhưng gần lắm và rõ lắm là thấy dập dờn trong những ngọn sóng Trường Sa, địa đầu lãnh hải Tổ quốc. Sức hấp dẫn kỳ lạ của vùng biển biên ải này đã khiến không biết bao nhiêu con tim Việt Nam phải rạo rực, thèm dâng hiến. Nguyễn Hồng Sơn đã thầm truyền sức hấp dẫn đó thành những cung bậc thăng hoa trong tâm hồn mình để dâng hiến cuộc đời. Bạn hãy lắng nghe thật sâu trong đó nhịp đập của một trái tim nhân hậu, biết đớn đau, kiêu hãnh và biết rưng rưng. À,
Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi có lẽ là đã khắc họa phần nào những chân dung của anh mà thôi. Và chắc chắn là trong chương trình ngày hôm nay, với những chia sẻ cả bằng lời và đặc biệt là trong âm nhạc, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên thật trọn vẹn tấm hình chân dung ấy. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nào thì cũng có một khởi đầu. Chúng ta hãy cùng ngược thời gian trở về với khởi đầu của anh Nguyễn Hồng Sơn ở thành phố Cảng, Hải Phòng. Hải Phòng là một mảnh đất mà đã sinh ra rất nhiều danh nhân, danh tướng từ cổ chí kim. Mảnh đất đầy sóng gió biển khơi ấy sản sinh ra những con người đầy khí chất, mạnh mẽ mà cũng không thiếu sự lãng mạn. Vâng, và chúng ta sẽ được cảm nhận sâu sắc hơn tất cả những tố chất ấy của người dân đất Cảng qua một bài hát mà quý vị sẽ được thưởng thức ngay sau đây. Một bài hát sẽ đưa cho chúng ta về rất nhiều những kỷ niệm và gợi nên những hình ảnh, những điều đặc biệt nhất của mảnh đất của thành phố Cảng. Và đây cũng là bài hát đưa chúng ta đến với giọng ca cũng như phần trình diễn rất đặc biệt của gọi là những người gạo cội của âm nhạc Việt Nam. Ca khúc Hải Phòng Tuổi Thơ Tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cánh phượng đỏ nhẹ rơi, lại một mùa nhẹ trôi. Tuổi thơ tôi Hải Phòng
như còn đọng lời tôi, mùi nắng gió biển khơi bao chắc chiu sâu nặng, ơn sinh thành khôn mẹ tôi rào bước vào ca mỗi khi qua phường hồng tà tơi sau từng cơn mưa biển bọn trẻ chúng tôi mình chân lô nhô và sân chơi chợt hoa những dòng sông ta đi đây chim phương trời xa hình bóng xưa chỉ còn là hoài niệm con về giờ này còn ai hơn ai trên sân khấu lúc này chúng ta đang chào đón những gương mặt lớn của âm nhạc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Nghệ sĩ ưu tú Quang Huy. Nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh. Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Trung. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Và tất nhiên nhân vật chính của chúng ta, nhạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Cánh phượng đỏ nhẹ rơi lại một mùa nhẹ trôi, tuổi thơ tôi Hải Phòng nơi như còn đọng nơi tôi, mùi nắng gió biển khơi bao chất chiu sâu nặng, ơn sinh thành chợt hoa
rơi hoài để lòng ta đau cuốn trào thương nhớ. Thương nhớ.
trời ơi, còn lại những bụi vàng, ta không khóc mà suốt đời muối đọng. Nhìn người giống trời rạng rỡ trời ơi, còn lại những bụi vàng, ta không khóc mà suốt đời muối đọng. Nhìn người giống trời rạng rỡ ba ngát xuống người, ta là
hành trình cuộc đời của nhạc sĩ, bác sĩ, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã đi qua những thăng trầm của đất nước và qua cả rất nhiều những miền đất nổi danh trên giải đất hình chữ S này của chúng ta. Và bây giờ hành trình sẽ đi đến một cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng ai trong cuộc đời cũng thấy rằng đây là giai đoạn vô cùng đáng nhớ, không thể nào quên được. Đó là khi chúng ta bắt đầu biết yêu. À, vậy thì tôi hiểu rồi ạ. Dường như là tất cả những tố chất ấy cùng với khí chất của một chàng trai đất cảng và môi trường rèn luyện, nuôi dưỡng của quân đội đã làm nên nền tảng vững chắc cho anh Nguyễn Hồng Sơn cùng với sự lãng mạn trong anh, phải không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được thấy bên cạnh sự nghiệp của một bác sĩ, của một thiếu tướng quân đội và sự nghiệp âm nhạc thì còn là câu chuyện về một con người lãng mạn, một người đàn ông đáng yêu như thế nào qua bài hát mời quý vị sẽ cùng nghe sau đây. Hồ Trung Du xin kính chào quý vị khách quý đang học tối ngày hôm nay đây. Xin kính chào quý vị. Chiều nắng Hà Nội cất lên từ mặt biển đầy cả dấu chân em ngày ấy mắc vào tấm lưới anh vây như vừa vang trong bàn tay lối xưa động thêm sâu rồi tiếng chim treo vào heo may theo lá khô rơi còn đây hồ cương tựa ngày biển lặng tháp rùa đứng đó buông neo mặt người tựa mây soi bóng nỗi buồn biên biên dòng siêu Hà Nội ơi Hà Nội ơi một cánh thả bằng sợi dây thương nhớ nếu nghiêng cả mắt biển chiều nước dâng dằng dào sông vỡ Hà Nội ơi Hà Nội ơi một cánh diều thả bằng sợi dây thương nhớ nếu nghiêng cả mắt biển chiều cất lên từ mặt biển đầy cả dấu chân em ngày ấy mắc vào tấm lưới anh vây như vừa vắng trong bàn tay lối xưa động thêm sâu rụng tiếng chim treo vào héo mây trong lá khô rơi còn đây hồ cương tựa ngày biển lặng tháp rùa đứng đó buông neo mặt người tựa bầy buông xuống nỗi buồn giờ ngàn sông rêu Hà Nội ơi Hà Nội ơi một cánh diều thả bằng sợi dây thương nhớ mắt biển chiều nước dâng dằn dào sóng vỡ Hà Nội ơi Hà Nội ơi một cánh diều thả bằng sợi dây thương nhớ nếu nghiêng cả mắt biển chiều nước dâng dằn dào sóng vỡ Hà Nội ơi
một cánh diều thả bằng sợi dây thương nhớ, nếu nghiêng cả mắt biển chiều nước dâng dằng rào sóng vỡ. Thưa quý vị, vừa nãy chúng tôi có nói với quý vị rằng là nhân vật mà để trở thành cảm hứng cho những bài hát về tình yêu ở cái giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người của anh Nguyễn Hồng Sơn là ai? Thì bây giờ là lúc chúng ta sẽ được biết. Xin được trân trọng mời lên sân khấu người bạn đời của bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, chị Trần Thị Thanh Mai. Khi tìm hiểu về anh Sơn ấy, thì mới thấy là anh ấy có ít nhất, để nói là ít nhất thôi, ít nhất là ba sự nghiệp cùng lúc với nhau. Như đã nói từ đầu chương trình đến giờ, một nhạc sĩ, một bác sĩ và một người lính. Chị làm thế nào để có thể đảm bảo được hậu phương vững chắc cho con người ba sự nghiệp ấy ạ, thưa chị? Dạ, tôi rất là cảm động. Hôm nay được nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt thân quen, những người đã yêu quý gia đình nhỏ của chúng tôi. Và xin cảm ơn những tình cảm của các bác, các anh, các chị đã dành cho anh Nguyễn Hồng Sơn. Thực sự là tôi cũng rất cảm động. Thì hơn 30 năm làm vợ một người lính và là một bác sĩ, thì tôi cũng hiểu là và chấp nhận là có những khi mình phải đứng lùi lại và mình chấp nhận một cái sự hy sinh để dành cho người chồng. Có thể là cống hiến được cho bệnh nhân và làm được, đóng góp được những điều tốt, làm được những điều tốt, giúp đỡ cho mọi người. Và tôi rất tự hào thì những công việc mà thầm lặng và anh đã làm được cho mọi người, cho cũng như là cái gọi là cái niềm vui vào trong cuộc sống anh ấy mang lại cho người thân trong gia đình. Thưa quý vị, một tràng vào tay cho người phụ nữ rất tuyệt vời, đúng không ạ? Luôn bên cạnh để góp phần tạo nên thành công cho người đàn ông của cuộc đời mình ạ. Chị Mai ơi, Thùy Linh và anh Minh Đức đứng gần chị nhất, thế nên có thể cảm nhận rõ cái sự xúc động của chị. Thế nên bây giờ ạ, một câu hỏi đời hơn, vui hơn. Vậy còn hình ảnh ở nhà của anh Nguyễn Hồng Sơn ạ, thì có lẽ là chỉ có chị Mai là người hiểu rõ nhất mà thôi. Ngày hôm nay chị có thể chia sẻ nhiều hơn về hình ảnh ở nhà của anh Nguyễn Hồng Sơn ạ. Tôi cũng nhớ là có lẽ là không dưới hai lần. Thì vào các buổi trưa, có mấy buổi trưa thì là trong lúc mà tôi đang nấu cơm thì anh lấy đàn anh chơi. Thì anh dạo một lúc xong rồi anh gọi vào, anh bảo mẹ nghe thử bài này. Dạ, thì có lẽ là nhiều khi cảm xúc nó cũng bất chợt mà nó cũng có những lúc mà anh cảm thấy như là nó thôi thúc. Và những lúc mà thư giãn thì anh ấy muốn là dành cái cảm xúc và cái tình yêu cho âm nhạc. Dạ. Vâng, trong lúc chị Mai có chia sẻ thì Thùy Linh và anh Minh Đức để ý là thấy anh Nguyễn Hồng Sơn ngồi dưới kia là đang nhấp nhổm lắm rồi ạ. Anh Sơn, anh muốn lên trên sân khấu đúng không ạ? Vâng, một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin mời anh Nguyễn Hồng Sơn ạ. Hôm nay có lẽ là một cái lần gần nhau rất đặc biệt của họ trên sân khấu này trước con mắt của tất cả mọi người. Bắt tay ạ, anh chị bắt tay ạ. Vâng, tình đồng chí đồng đội thể hiện ngay cả như thế này ạ. Vâng, đây sẽ là tình cảm mà một món quà. Người phụ nữ thì lúc nào cũng thích hoa. Thưa quý vị, có thể nói từ những hạnh phúc của mình, anh Nguyễn Hồng Sơn đã nghĩ đến hạnh phúc của những đứa trẻ thơ, những đứa bé phải chịu nỗi đau của cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Thank you.
sao thiếu chân con? Mẹ ơi vì sao con không có mắt? Con muốn thấy mẹ, con muốn thấy cha. Vì chất độc da cam tàn phá thân con, trẻ em Việt Nam đâu có lỗi gì. Mẹ ơi hỏi xem trẻ em nước Mỹ, người mẹ nước Mỹ, người dân nước Mỹ, có bao nhiêu người đau đớn như con? Đừng buồn mẹ ơi, hãy bế con đi. Đừng khóc mẹ ơi, hãy dắt con đi để con được nghe và con sẽ nói. Con muốn đến trường, con muốn hát ca, bạn bè gần xa đang đứng quanh ta, cùng nối vòng tay công lý lương tri. Họ đang chờ con, trẻ em nước Mỹ, người mẹ nước Mỹ, người dân nước Mỹ, sát vai nhau cùng xuống đường. Hãy cùng đến Brooklyn, hãy cùng đến Brooklyn, đến tòa án Brooklyn, nơi con sẽ nói. Hãy cùng đến Brooklyn, hãy cùng đến Brooklyn, đến tòa án Brooklyn, nơi
sao thiếu chân con. Mẹ ơi vì sao con không có mắt, con muốn thấy mẹ. Con Quỳnh An nhớ thương vào sông chào em, sông
quý vị vừa nghe bài hát Sóng Trường Sa mà Hoàng Quyên hát. Giai điệu và tiết tấu của bài hát đấy đúng là chuẩn mực của những bài hát chúng ta hay gọi là hit bây giờ. Và tất nhiên thì tác giả của bài hát đấy có quyền cho bài hát của mình một cái số phận khác nếu như anh ấy muốn. Tuy nhiên anh đã chọn cho bài hát ấy mà số phận cũng như là một cái định mệnh của bài hát, một cái sứ mệnh của bài hát nữa để chúng ta có được một bài hát rất hay về Trường Sa. Không giống như nhiều bài hát về Trường Sa mà người ta vẫn nghĩ là viết về Trường Sa thì phải viết thế này thế kia. Bài hát này đầy âm hưởng đương đại, đầy không khí của những người trẻ hát về niềm tự hào, về quê hương, về biển đảo của mình. Và có thể nói anh Nguyễn Hồng Sơn còn có rất nhiều những bài hát đặc biệt nữa. Và trong số đó thì tôi đang muốn nói tới một ca khúc. Phải nói là tôi nghĩ nó là ca khúc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam của chúng ta tới thời điểm này mà đưa được vào đó hai từ phẫu thuật, thưa quý vị. Chữ phẫu thuật thì đây là bài hát hình như là đầu tiên, nếu Minh Đức và Thùy Linh nhớ không lầm. Đây là một bài thơ của bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn viết cảm tác về những ca sinh nở đầu tiên ở đảo Trường Sa. Những người dân sống trên đảo Trường Sa, những công dân của huyện đảo Trường Sa đã ra ngoài Trường Sa sinh sống giữa nơi sóng gió như thế, và một thế hệ sinh ra ở trên đảo, thực sự sinh ra là những công dân đầu tiên sinh ra trên hòn đảo đó đã ra đời, một thế hệ đầu tiên, và thế hệ đó đã đi vào bài thơ của anh Nguyễn Hồng Sơn và được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc thành bài hát Sinh Ra Ở Trường Sa. Và ngày hôm nay những nhân vật trong bài thơ, trong bài hát ấy đã có mặt trong khán phòng này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gia đình của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, anh Nguyễn Tấn Thi và em bé sinh ra ở Trường Sa, bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Vâng, đây là cả gia đình của anh Thi, chị Thúy. Gia đình đã ra đảo Trường Sa và đã sinh bé Trường Xuân trên đảo. Chị Thúy thân mến, Minh Đức muốn hỏi chị một câu là tất nhiên là chị sinh bé Xuân thì đã là bé thứ ba rồi. Nhưng mà chị sinh ra bé ở trên đảo Trường Sa. Cái cảm giác của chị cái lúc mà mình sắp đến ngày sinh và biết mình sẽ sinh bé ở trên đảo, cảm giác nó như thế nào thế chị? Dạ, nói chung là cảm giác rất lo sợ. Dạ, đầu tiên ở đảo mà cam mổ rất sợ. Nhưng mà nhờ sự động viên của y bác sĩ, tiếp đó là bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã hỗ trợ ca mổ thành công. Xin cảm ơn. Có một điều rất đặc biệt thưa quý vị là ca sinh của chị Thúy và bé Xuân đã được bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn cùng ekip của mình điều khiển từ đất liền thông qua màn ảnh để ekip các y bác sĩ ở trung tâm y tế huyện Trường Sa, huyện đảo Trường Sa có thể thực hiện thành công, và em bé Trường Xuân đã ra đời xinh xắn đáng yêu như ngày hôm nay. Đây, thiên thần của chúng ta này, con đang cầm mic đúng không? Hãy ra đi với cô, ra đi với cô Thùy Linh ạ. Nào, con gái hôm nay áo dài đẹp quá. Xin được chào cô bé Trường Sa. Cô đang nhớ như thế bởi vì con được sinh ra tại mảnh đất này. Con có thể giới thiệu lại cho mọi người biết tên của con là gì nào? Dạ thưa cô, tên của con là Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Trường Xuân là tên đẹp quá. Cô có cảm giác nó như thể hiện như mùa xuân ở trên đảo Trường Sa, sức sống đúng không? Tên đẹp quá. Thế năm nay Xuân đã 6 tuổi rồi. Con đi học rồi thì con thích môn gì nhất ở trường nào? Dạ thưa cô, con thích môn vẽ. Thích môn vẽ ạ. Thế bây giờ nhá, cô hỏi tiếp xuống một câu này. Bây giờ nếu như mà nhắc tới Trường Sa thì điều gì con thích nhất, yêu nhất ở đó? Dạ thưa cô, con nhớ tiếng sóng biển với lại bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Ôi, đây, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn ngồi ngay đây này. Con có muốn ra cạnh bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn không? Yêu quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ba của bé là anh Thi sẽ nói vì sao cái tên bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn lại có thể được một cô bé 6 tuổi nhớ lâu như vậy. Dạ, xin mời anh Thi ạ. Dạ thưa đó, cũng về gia đình, hai vợ chồng thường hay nhắc nhở đến với con á, tên của bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn là cái người mà đã hết mình, hết lòng ủng hộ cho ca sinh và cái hạnh phúc to lớn cho gia đình. Xin cảm ơn anh Thi, cảm ơn chị Thúy, bé Trường Xuân, bé Nguyệt, bé Trà My rất nhiều. Gia đình ngày hôm nay đến đây và đã chia sẻ một phần những câu chuyện
một câu chuyện rất là có ý nghĩa trên cái hành trình của bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Một lần nữa chúc gia đình anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với câu chuyện của một gia đình đã sinh con của mình trực tiếp ở trên đảo Trường Sa. Và lúc này chắc hẳn quý vị vẫn còn đang có rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Và chúng ta hãy cùng giữ nguyên cảm xúc đấy để cùng hiểu sâu sắc hơn về những gì mà nhạc sĩ, bác sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã làm để gửi gắm qua ca khúc Sinh ra ở Trường Sa. Chào đời của bé vỡ oa sự im lặng, nụ cười hạnh phúc của người cha, những người phẫu thuật, những người chờ đợi lẫn những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nụ cười hạnh phúc của người cha đón con gái thương yêu từ bàn tay thầy thuốc, những người lính binh sĩ giữa đời thương. Sinh ra ở Trường Sa, phần máu thịt tổ quốc giữa chung khơi sông, nước mắt niềm vui giữa đau xa đất liền, chào đón mầm sống mới giữa Trường Sa. Nguyện ngọc Trường Sa hạnh phúc mà biết bao máu xương đã ngả xuống giữ
giặc bạo tàn dày xéo non sông, xúc phạm điều thiêng liêng nhất trong lòng, ước mơ đành giang dở xây bút nghiêng. Nắng gió thiêu thịt ra những ngày khát mưa mùa.
đêm chớm buông, trường sa sáng lung linh giữa đại dương, màu xanh quê hương chen giữa phong ba bàng buồn, đào vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ, có sức người đào bắt sóng vẽ hoa. Trời bao la tiếng họng vẫn ê a dưới nếp nhà ngói mới, chẳng còn xa đâu, chẳng còn đêm tối, đất ấm tình người, người ấm tình nhau. Sống cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc, đào đã bừng lên sức sống mới. Đêm chớm buông, Trường Sa sáng lung linh giữa đại dương, màu xanh quê hương chen giữa phong ba bàng buồn, đào vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ, có sức người đào bắt sóng vẽ hoa. Chẳng còn xa đâu, chẳng còn đêm tối, đất ấm tình người, người ấm tình nhau. Ôi, tôi đứng đây và cất cao lời ca, những người lính kiên trung nơi đầu ngọn sóng, cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc. Đào đã bừng lên sức sống mới. Ôi, tôi đứng đây và cất cao lời ca, cột mốc uy nghiêm là hồn thiêng non nước, súng chắc trong tay hướng về phía trước để quyết giữ gìn biển đảo quê hương. Trong chùm ca khúc vừa rồi thì có một ca khúc đó là Có Những Tuổi 20 Như Thế. Thùy Linh và anh Minh Đức xin chia sẻ thêm. Đó là, đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, tất nhiên rồi. Và dựa trên phần thơ của ông Trần Văn Giang, cũng chính là nhạc phụ của anh Nguyễn Hồng Sơn, thưa quý vị. Ông Trần Văn Giang là chính ủy phòng không, tức là coi như là phụ trách bầu trời, bảo vệ bầu trời Hà Nội khi đó. Thì rất nhiều những ký ức đã được ông ghi lại của những bài thơ của mình, và một trong số đó đã được người con rể của ông, anh Nguyễn Hồng Sơn, phổ nhạc thành bài hát mà quý vị vừa nghe với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và tiếp nối không gian âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát rất đặc biệt. Bài hát ấy được ra đời từ một bài thơ kể về một câu chuyện vô cùng xúc động, một mối tình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại miền đất thép Củ Chi, nơi mà mỗi người dân đã phải chịu hàng tấm bom đạn trút lên mảnh đất yêu thương của mình. Và thưa quý vị, đặc biệt, đây là một bài hát
trong chùm những bài hát được nhạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn viết để tri ân mảnh đất mà anh đang sống, cống hiến và làm việc, thành phố Hồ Chí Minh đã 30 năm nay rồi. Và còn một bài hát nữa mà lát đây quý vị sẽ được nghe. Đây có lẽ là một trong những bài hát quen thuộc nhất của anh Nguyễn Hồng Sơn. Một phần là vì nó là một bài hát mà hầu như là những người dân thành phố Hồ Chí Minh đều được nghe vào những ngày lễ lớn và được thể hiện bởi một nghệ sĩ rất nổi tiếng trước đây là ca sĩ Ngọc Tân, bài hát Trò Chuyện Với Dòng Sông. Thì hai bài hát này chỉ là hai trong số nhiều bài hát mà anh Nguyễn Hồng Sơn đã viết để tri ân mảnh đất mà anh hàm ơn thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị cùng chia sẻ câu chuyện tình yêu trong bài hát Huệ Đỏ. Chuyện về một mối tình trong đạn bom khói lửa trên mảnh đất gót trang Củ Chi quê hương tôi. Tuổi vừa chớm đôi mươi, chàng anh giải phóng quân, nàng dân công hỏa tuyến, họ cùng nhau ước nguyện ngày hòa bình thành đôi. Rồi một đêm trắng dặm, trao tặng tấm khăn rằn, chiếc lược xác bom thu, kỷ vật trao yêu thương. Rồi vội vã đôi môi, nụ hôn đạn pháo gầm, họ sống ra trận đánh, hòa mình trong khói lửa giữa đất mẹ Thành Đông. Sâm rền vang một vùng sáng ngang trời, và linh hồn cô gái hóa thành bông huệ đỏ mọc trên nấm mộ anh. Về đây về với anh, nguyện nước của đôi Huệ thắm bên mộ xanh ngàn năm giấc yên. Thank you.
về đây về với ai. Nguyện ước của đôi lứa giờ đã được gần nhau, về thăm bên mộ xanh ngàn năm dân. Trời gót trang hôm nay bát ngàn nắng ngất ngây, bát ngàn thơm hương lúa, bát ngàn sắc huế đỏ, nhớ một thời nở hoa huế đỏ đến nao lòng, nhớ một thời lửa hoa huế đỏ. Quý vị, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được lắng nghe về câu chuyện, về cuộc đời và những tâm tư tình cảm của nhạc sĩ, bác sĩ, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn được kể bằng âm nhạc. Và ngày hôm nay là một chương trình rất đặc biệt, bởi vậy chúng ta không chỉ được nghe tiếng lòng, tâm hồn và trái tim của anh, mà chúng ta sẽ được lắng nghe trực tiếp những chia sẻ từ nhạc sĩ, bác sĩ, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn. Và hãy cùng dành cho anh một tràng pháo tay để xin mời lên sân khấu này. Nhạc sĩ, bác sĩ, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn. Vâng, anh Sơn thân mến, nãy giờ thì Minh Đức và Thùy Linh và cũng qua những bài hát của anh ấy, mọi người có thể cảm nhận rất nhiều về những việc mà anh đang làm. Minh Đức có một câu hỏi cho anh như thế này: nếu như chúng ta coi mỗi một người sinh ở trên đời này đều có một cái sứ mệnh cần phải được hoàn thành, cho dù là tự nhận lãnh hay là được giao phó, thì anh nghĩ sao về những sứ mệnh mà mình đang mang, với cái lời hứa sẽ hoàn thành những sứ mệnh ấy như thế nào? Xin cảm ơn câu hỏi của Minh Đức. Tôi nghĩ rằng là nói là sứ mệnh thì có vẻ là có thể hơi lớn lao một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mỗi một cái cá nhân nào đó đã được sinh ra trên cái cuộc đời này, đã được làm người, thì phải có cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Ví dụ như xưa còn nhỏ thì mặc dù cũng rất là nghịch ngợm, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn là nghĩ rằng là làm thế nào mình chọn được cái đạo làm con. Và sau này thì bố mẹ tôi cũng dạy tôi như vậy. Và đến khi mà được nhận nhiệm vụ của người chiến sĩ, rồi đến khi thầy thuốc, rồi đến sau này là thầy giáo đi chăng nữa, thì rõ ràng là mỗi một cái nhiệm vụ là một cái trách nhiệm của mình. Và tôi nghĩ rằng là cứ hoàn thành được cái trách nhiệm của mình, làm thế nào làm được cái việc có ích cho con người, cho đời, như thế cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi. Vâng, và chúng tôi nghe những ca khúc của anh, chúng tôi có thể hiểu hơn rằng những gì mà gửi gắm trong đó không chỉ là từ tình yêu của vai trò của một người lính, của một người bác sĩ, mà đó còn là tình yêu giữa con người với con người ạ. Và trong những câu chuyện ngày hôm nay được anh gửi gắm trong những ca khúc, thì có những câu chuyện nào hay có những bài hát nào nó mang trong mình những cái câu chuyện rất riêng làm cho anh ấn tượng và nhớ nhất không ạ? Tôi thì không thực sự là rất bận, ít khi có thời gian để viết nhạc lắm, bởi vì 40 năm rồi thì cũng mới chỉ được xung quanh 50 ca khúc thôi. Ca khúc đầu tiên thì viết từ năm 17 tuổi cho đến bây giờ thì mặc dù như vậy, nhưng mà có thể nói rằng là mỗi một cái câu, mỗi một cái ca khúc đấy thực sự nó là một cái câu chuyện. Và chính vì là nó là cái câu chuyện cho nên là cứ nhớ mãi. Nói là ám ảnh thì cũng không dám nói, nhưng mà để chúng ta suy nghĩ nhiều. Ví dụ như là ở đây hôm nay thì có anh Phạm Văn Dĩ, anh Trần Hoài Trung là chính ủy Hải quân rồi, nhưng anh Phạm Văn Dĩ hôm nay không biết anh Đạo có đi không. Chúng tôi được cùng nhau trên một cái chuyến hành trình ra biển, có thể nói rằng là rất nhiều kỷ niệm. Và cái gì đó nó cũng cứ thôi thúc là làm thế nào để có một cái gì. Thôi thì mình cứ nói với anh em, với đồng đội để chia sẻ cái gì được. Ví dụ như là tôi nhớ một cái, có lẽ là một cái kỷ lục, khi mà nhận được lệnh của trưởng đoàn công tác, và một cái ca khúc rất là nhanh viết trong vòng, từ khi mà nhận mệnh lệnh viết
cho đến khi phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam như chưa đầy 3 tiếng. 9 giờ là xong rồi, bắt đầu viết, phát thảo xong lời. Nhưng mà cái thú vị nhất là trong 30 tiếng đó thì lại đưa được một cái lời dạy của bác là xưa chúng ta chỉ có đêm và rừng, và nay thì chúng ta có ngày, có trời và có biển. Và ngay sau đó là anh Tư Dĩ đệm đàn, tôi và anh Đạo cùng cái tốp ca hát. Và đúng là trong 3 tiếng đồng hồ, ca khúc bắt đầu từ khi viết mà phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là ca khúc gì vậy ạ? Đấy là cái bài Tạm Biệt Trường Sa. Hôm nay có anh Tư Dĩ ở đây, một đấy rất là kỷ niệm. Vâng, thứ hai, tôi muốn nói một cái câu như thế này. Ở cái ca khúc Phút Lặng Im Trên Biển cũng thế. Thì có thể nói rằng là cái xúc động của mỗi cái lần công tác như thế khi chúng ta làm cái lễ tưởng niệm. Hôm nay trong cái nhiều cái băng hình thì rất nhiều cái hình ảnh của anh Nghĩa làm cái chủ cái lễ tưởng niệm trên biển. Khi mà đoàn tôi và anh Tư Dĩ đi biển đang lớn lắm, chúng tôi đi ra đảo Gạc Ma thì chuẩn bị làm lễ thì tự nhiên là biển sóng yên biển lặng. Sóng yên biển lặng xong rồi đến khi mà cái bài gì điếu văn đối với anh em xong thì có thể nói là cả đoàn không kìm được nước mắt. Những bờ vai rung rung và hình như là cả con tàu nó nghiêng về phía kia, các chiến sĩ của chúng ta đang nằm ở dưới sâu thẳm cái đáy đại dương đó như thế. Và khi thả những cái hoa, cánh hoa xuống rồi thì tự nhiên sóng nó trồm lên, hình như những con sóng nó như là những cái cánh tay đón nhận cái tình cảm của các đồng chí đồng đội của mình vào. Và cứ như thế rồi cơn mưa nó kéo đến, ướt những bờ vai, ướt những mái tóc và ướt cả những đôi mắt. Những cái cảm xúc linh thiêng vô cùng và không thể nào là không viết được. Và cái bài Phút Lặng Im Trên Biển cũng nhanh như vậy. Và đấy là những cái lời của người sống hát cho người chết. Thế nhưng mà lại cũng có những cái bài người chết hát cho người đang sống. Đó là cái bài Tuổi 20. Tôi nằm đây thanh thản một cuộc đời, cỏ cây xanh non, mỗi ngày mỗi mới, và bầu trời xanh thẳm phủ trên tôi. Một cái sự hy sinh, một cái sự dâng hiến nó vô cùng cao đẹp. Cả một nền trời hòa bình, và chúng ta là những người đang sống ở đây thì làm gì và nghĩ gì? Thời gian có thể trôi qua, có thể làm xóa nhòa rất nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng những cái dấu ấn, những ký ức như thế sẽ còn được đọng lại, và nó sẽ còn mãi mãi khi được lưu giữ trong những bài hát, những sáng tác, để cho nhiều nhiều những thế hệ sau này cũng được hiểu hơn về những cống hiến, cũng những hy sinh của những thế hệ đi trước. Và xin phép được hỏi một câu hỏi nữa thôi ạ. Ít phút trước đó thì Thùy Linh cùng anh Minh Đức có được giao lưu cùng với một gia đình đã có sinh con ở tại Trường Sa. Khi đó thì có giao lưu với bé Trường Xuân, thì được hỏi rằng là cái gì mà bé nhớ nhất, yêu nhất ở Trường Sa. Thì vì tâm hồn bé thơ và vẫn còn rất non nớt và đơn giản của bé, bé trả lời ngay là tiếng sóng biển và bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Vậy thì bây giờ với anh Sơn ạ, với những trải nghiệm của anh rất dày và nhiều như thế, vậy để lựa chọn cái điều mà làm anh nhớ nhất thì anh sẽ nói gì về Trường Sa? Rất ngắn gọn thôi ạ. Tôi cũng phải nói thế này, cái công việc Trường Sa là công việc của cả một cái tập thể, của cả quân, toàn dân, những người yêu nước, yêu biển đảo, yêu Trường Sa. Và bệnh viện của chúng tôi may mắn, và tôi cũng là người may mắn được trao cái nhiệm vụ đó, và chính cái nhiệm vụ đó cho tôi được phép đến với Trường Sa nhiều lần, hơn 10 lần với Trường Sa, thì lần nào cũng có những cái kỷ niệm. Và tôi cũng cứ thầm mong rằng là trước hết đã giao nhiệm vụ cho mình là cố gắng là mỗi một lần đi như thế có một tác phẩm về Trường Sa. Nhưng mà rồi nhiều lần quá rồi cũng không thể nào mà viết hết được. Thế còn bây giờ các thế hệ 25 năm bệnh viện chúng tôi đã gắn bó với Trường Sa rồi, biết bao nhiêu thế hệ, công sức của bao nhiêu cá nhân tập thể. Và đến bây giờ chúng tôi cũng được tiếp tục giao cái nhiệm vụ này. Và chúng tôi cũng thầm hứa với nhau, cả một tập thể lãnh đạo bệnh viện và toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện đã hứa với nhau làm gì, làm thế nào để tốt nhất cho Trường Sa thì chúng tôi sẽ làm.
gió xoay xoay thành bão, bão xoay bịt mông trời mây, giữa phong ba ta vẫn còn đây. Hơi xa nào là nhà, bên trời này một tổ quốc chúng ta, tình yêu thiết tha dành cho em đó bằng đồng hồ kết. Người lính vẫn say xưa học tập, say xưa luyện rèn, và mong một ngày em đến thăm đồng hồ kết siêu kỳ. Bằng quốc phong ba cũng hết, như tâm hồn người chiến sĩ đã khơi, ngày đêm vẫn chẳng đầy súng bên đồng hồ kết. Chắc tay xuống
anh lại không về. Xa cách quá biển trời, ngàn cây số chẳng thể đến tặng hoa em được nở. Chỉ nghĩ đến thôi và thương nhớ em nhiều. Ngày lễ hiến chương năm nay anh lại không về. Thương nơi đó một mình em khuya sớm. Tình mình đã vượt qua ngàn gian khó. Tay ấy vun trồng, anh đã đi qua bao biển đại xa xôi, anh đã đi qua bao đảo chim đảo nổi. Mỗi bước anh đi em nhớ ngàn con suối, ngỡ cánh chim trời lòng anh bao ước mong. Mong nó soi vào đôi mắt sáng lung linh, và mong ước được nắm bàn tay hao đêm dài ngây ngất. Hương già lan phủ đậm bước chúng mình, không con đường nào ngăn nổi bước chân anh, chẳng không gian nào xóa nhòa em. Xin tặng em điều ước rằng anh yêu em hơn tất cả trên và thương cả hai.
khát vọng và trái tim rực lửa, mang hòa bình dân tộc tự do. Sài Gòn lung linh huyền thoại, nghe như có nhựa dâng trong mạch lá, con sóng nào đang kể chuyện ngày xưa. Nhẹ nhàng tôi cất tiếng hỏi sông, ai mang về những ánh lửa hồng, ai mang đến dù chỉ manh áo mới, bao kiếp đời làm lũng sang trang. Sông kể chuyện ngày xưa, bên nhà sông không thấy sông đến ở, đói nghèo và tiếng than nức nở, đêm chưa tàn cánh hồi xác xưa. Cháy bỏng niềm khao khát, sống nhà rộng như hòa chuông khúc hát, và tiếng của người ngân vang mãi suốt thời trong mạch lá, con sông nào đã kể chuyện ngày xưa. Nhẹ nhàng tôi cất tiếng hỏi sông, ai mang về những ánh lửa hồng, ai mang đến dù chỉ manh áo mới, bao kiếp đời làm lũng sang trang. Sống nhà rộng như hoa trong khúc hát.
màu xanh biên giới, giữ yên đất trời cho tổ quốc yên vui. Màu áo ấy anh mang là hoa hồng hoa huệ, là dòng nước mang về sự sống hồi sinh.